Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Nhằm khống chế và khoanh vùng dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã lập 9 chốt kiểm soát cách ly y tế ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 6 chốt cứng và 3 chốt mềm để kiểm soát mọi hoạt động cách ly y tế đối với hơn 10.000 nhân khẩu trong thời gian cách ly 28 ngày. Các chốt cứng gồm chốt giao cắt đường 23B vào xóm Cầu, chốt giao cắt đường 23B vào xóm Xanh, chốt giao cắt đường 23B vào xóm Ao Sen, chốt giao cắt đường 23B vào xóm Đường, chốt tại cây xăng Thuận Huân và chốt ngã ba giao cắt đường gom chân đê sông Hồng và đường sau khu di tích đền Hai Bà Trưng. Tại đây, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, nhân viên y tế, dân quân tự vệ luôn thường trực với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra vào khu cách ly. Tất cả các chốt này được bố trí hai lớp hàng rào và không được giao nhận hàng tiếp tế tại đây. Các phương tiện, người có nhiệm vụ vào khu cách ly phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương cũng như đo thân nhiệt để kịp thời xử lý theo quy trình. Đồng thời kiểm soát khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra vào thôn. Sáng ngày 11 tháng 4, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân, Đoàn Thanh niên Công an phường Phúc Tân tổ chức trao quà cho gần 100 hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn, đóng góp một phần giúp các hộ dân vượt qua khó khăn trong đợt phòng chống dịch COVID-19. Tổng giá trị các phần quà hơn 80 triệu đồng. Món quà tuy giá trị không lớn nhưng với phương châm là Việt Nam quyết không để ai lại phía sau. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an phường Cửa Đông và các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục cùng Hội Chữ thập đỏ vận động quyên góp ủng hộ các trường hợp khó khăn trên địa bàn, cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, hiện tại 12 bến đò ngang được cấp phép trên tuyến sông Hồng từ địa phận huyện Thường Tín đến Phú Xuyên giáp với tỉnh Hà Nam đều đã đóng cửa ngừng hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn Hà Nội, các chủ đò đều đã cam kết với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đóng cửa bến không phục vụ khách. Một lý do khách quan cũng bởi do lượng người qua sông đã giảm hẳn, một ngày chỉ vài khách có nhu cầu qua sông nên chi phí vận hành đò cao, các chủ bến quyết định không hoạt động. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội, ba đội tuần tra kiểm soát giao thông đường sông phụ trách hơn 190 km tuyến sông Hồng, sông Đuống đã được yêu cầu duy trì các tổ kiểm tra kiểm soát, kiểm tra chất lượng tàu thuyền ở các tỉnh giáp danh đi qua Hà Nội, không vì lợi dụng địa bàn sông nước vắng người qua lại để tội phạm khai thác khoáng sản, tài nguyên, tội phạm hình sự hoạt động. Thưa quý vị, cho dù thời gian gần đây số ca nhiễm bệnh COVID-19 tăng không nhiều, nhưng tại 30 chốt kiểm dịch của thành phố, các lực lượng chức năng vẫn ứng trực 24 trên 24 giờ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cách ly xã hội, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát dịch bệnh tại 30 cửa ngõ là kiểm tra và khai báo y tế các lái xe, hành khách có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh, xe ngoại tỉnh ra vào thành phố, các xe chở khách có chở quá số người theo quy định. Mình đi từ trong Sài Gòn ra ngoài ra bên Eco Park này từ ngày 25 tháng 3 cho đến hôm nay thì mình có từ bên Eco Park mình có sang bên Tham City ở quận Hai Bà Trưng này, mà qua quá trình qua đây thì qua cái trạm kiểm soát y tế ở đây và mọi người làm mình thấy rất nhẹ nhàng và rất tốt. Và mình cũng đồng lòng với cả cái chuyện mà chống cái dịch Covid hiện nay. Chốt này chúng tôi thường kiểm tra tập trung vào các đối tượng là xe khách, xe biển và ngoại tỉnh, xe taxi, xe ôm Grab. Chúng tôi tập trung kiểm tra tất cả các trường hợp như thế để đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các chốt kiểm tra đều kiểm soát lượng xe ra vào rất chặt chẽ, xác định được ý nghĩa và sự cần thiết của việc kiểm tra. Hơn nữa chỉ mất vài phút cho một lượt kiểm tra, nên hầu hết các lái xe đều vui vẻ chấp hành. Đây là một cái địa điểm, nó cũng là giao lưu cái cửa ngõ từ đối với các cái phương tiện mà đi từ khu vực Hưng Yên lên. Đó, đi qua cái địa bàn của từ tỉnh Hưng Yên, đi qua đất của huyện Gia Lâm và lên đây và để đi ra vào trung tâm thành phố cũng như các cái phương tiện mà từ phía nam mà muốn đi ra mấy cái khu vực lân cận của huyện Gia Lâm và của quận Long Biên thì gần như đều xuống cái chốt này. Trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã kiểm tra nhưng
Chúng ta ở cái chốt này là chốt gần cầu Thanh Trì hướng đi Cô Bắc thì chúng tôi cũng chưa phát hiện ra cái trường hợp nào. Điều rất đáng ghi nhận đó là dù chốt ở đâu cũng đều nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhân dân, các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương. Dù chỉ là thùng mì, thùng nước hay cơm suất hàng ngày, nhưng đó là sự động viên, sự chia sẻ và cũng là giao phó trách nhiệm lớn lao cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.